Sách Thi Thiên, chương 89. Giao ước của Đức Giê-hô-va với David. Con sẽ ca hát về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi. Miệng con sẽ truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời này qua đời kia. Vì con đã nói, lòng nhân từ của Chúa được lập vững đến đời đời. Ngài làm vững bền sự thành tín của Ngài như các tầng trời. Ngài phán, ta đã lập giao ước với người được chọn của ta. Ta đã thề với David, đầy tớ ta rằng, ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi và dựng ngôi ngươi bền vững đến đời đời. Lạy Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ca ngợi các phép lạ Ngài. Đức thành tín của Ngài cũng được ca ngợi trong hội của các thánh. Vì ai ở trên các tầng trời có thể sánh được với Đức Giê-hô-va? Trong vòng các thần, ai giống như Đức Giê-hô-va? Đức Chúa Trời thật đáng kính sợ trong hội các thánh, rất đáng kinh hãi hơn những kẻ đứng chầu trung quanh Ngài. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Lạy Đức Giê-hô-va, sự thành tín Ngài ở chung quanh Ngài. Chúa cai trị sự gầm thét của biển. Khi sóng nổi lên, Ngài khiến chúng lặng im. Chúa đã chà nát Ra-háp khác nào một xác chết. Bằng cánh tay đại năng, Ngài đánh tan tác quân thù. Các tầng trời đều thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Ngài. Chúa đã sáng tạo thế giới và mọi vật ở trong đó. Phương Bắc, phương Nam cũng bởi Chúa dựng nên. Thabo và Hẹt-môn đều vui mừng vì danh Chúa. Chúa có cánh tay đại năng, bàn tay Chúa có sức mạnh và tay phải Chúa giơ cao lên. Sự công chính và công lý là nền của ngôi Chúa, sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa. Phước cho dân tộc nào biết cất tiếng reo mừng. Lạy Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa. Nhờ sự công chính của Ngài, họ được tôn cao, vì chính Chúa là vinh quang của sức mạnh họ. Nhờ ơn Chúa, sừng của chúng con sẽ được ngước cao lên, vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng con, Đấng Thánh của Israel là vua chúng con. Bấy giờ, Chúa phán với người thánh của Chúa qua khải tượng rằng, ta đã đặt một dũng sĩ để giúp đỡ ngươi và tôn cao một người được lựa chọn giữa vòng dân chúng. Ta đã tìm được David là đầy tớ ta, sức cho người bằng dầu thánh của ta. Bàn tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ. Quân thù sẽ chẳng áp bức người, kẻ ác cũng sẽ không hạ nhục người được. Ta sẽ chà nát kẻ thù của người ngay trước mặt người, và cũng đánh gục những kẻ ghét người. Nhưng sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng người. Trong danh ta, sừng người sẽ được ngước lên. Ta cũng sẽ đặt tay người trên biển và tay phải người trên các dòng sông. Người sẽ gọi ta rằng, Ngài là cha của con, là Đức Chúa Trời của con và là vần đá cứu rỗi của con. Ta cũng sẽ lập người làm con trưởng nam ta, là vua cao trọng hơn hết các vua trên đất. Ta sẽ cứ giữ lòng nhân từ ta đối với người cho đến đời đời và làm cho giao ước giữa ta với người được vững bền. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời và ngôi người sẽ tồn tại như các ngày của trời. Nếu con cháu người lìa bỏ luật pháp ta, không đi theo phán quyết ta, nếu họ vi phạm luật lệ ta, không vâng giữ các điều răn của ta, thì ta sẽ dùng roi mà trừng phạt sự nổi loạn của họ và lấy tai họa mà sửa phạt tội lỗi của họ. Nhưng lòng nhân từ ta đối với người sẽ không dời đổi và sự thành tín ta đối với người cũng không hề dứt. Ta sẽ không hủy bỏ giao ước ta, cũng chẳng thay đổi lời đã phán bởi môi miệng ta. Ta đã lấy sự thánh khiết ta mà thề một lần đủ cả. Ta sẽ không nói dối với David. Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời và ngôi người sẽ tồn tại như mặt trời ở trước mặt ta.
ngôi ấy sẽ được vững bền mãi mãi như mặt trăng, là bằng chứng vững chắc giữa mây trời. Nhưng bây giờ, Chúa lại từ bỏ và khinh thường người, nổi giận cùng người được sức dầu của Ngài. Chúa đã hủy bỏ giao ước với đầy tớ Ngài. Ngài làm ô uế vương miện người trong bụi đất. Chúa đã triệt hạ tất cả tường thành của người, phá hủy những đồn lũy người. Mọi kẻ đi ngang qua đều cướp phá người, các lân bang sỉ nhục người. Chúa đã nhấc cao tay phải của kẻ thù người lên. Ngài làm cho mọi kẻ thù địch với người vui mừng. Chúa làm cho lưỡi gươm người quay lại, không còn giúp đỡ người trong cơn chiến trận. Chúa chấm dứt thời huy hoàng của người, ném ngôi người xuống đất. Ngài rút ngắn tuổi thanh xuân của người và bao phủ người bằng sự sỉ nhục, nhuốc nhơ. Đức Giê-hô-va ôi, Ngài sẽ ẩn mặt cho đến chừng nào? Cơn giận Ngài sẽ cháy như lửa cho đến bao giờ? Xin Chúa nhớ lại đời người thật ngắn ngủi. Ngài dựng nên con loài người vô nghĩa biết bao. Ai là người sống mà chẳng thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ? Lạy Chúa, sự nhân từ mà Chúa đã lấy sự thành tín thề hứa với David ngày xưa, bây giờ ở đâu? Chúa ơi, xin nhớ lại nỗi sỉ nhục của các đầy tớ Chúa, sự sỉ nhục của muôn dân chất chứa trong lòng con. Lạy Đức Giê-hô-va, đó là nỗi sỉ nhục mà những kẻ thù Chúa đã dùng để sỉ nhục mỗi bước của người được Chúa sức dầu. Đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va đến đời đời. Amen. Amen. Sách Luca, chương 10. Chúa sai 70 môn đồ ra đi. Sau đó, Chúa chỉ định 70 môn đồ khác và sai từng đôi một đi trước Ngài vào tất cả các thành và các nơi mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán với họ, mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai nhiều thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Hãy đi, này, ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muôn sói. Đừng đem túi tiền, bao bị, giày dép và đừng chào ai dọc đường. Nếu các con vào nhà nào, trước hết hãy nói, xin sự bình an ở với nhà này. Nếu nhà đó có người đáng hưởng bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở trên người đó. Bằng không, sự bình an đó sẽ trở về với các con. Hãy ở lại nhà đó, ăn uống với họ, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng bỏ nhà này sang nhà khác. Khi các con vào thành nào mà người ta tiếp rước các con, hãy ăn đồ họ dọn cho các con. Hãy chữa lành người bệnh ở đó và nói với họ rằng, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người. Nhưng khi các con vào một thành mà họ không tiếp rước các con, hãy đi ra ngoài đường và nói, ngay cả bụi đất của thành các người dính vào chân, chúng tôi cũng phủi sạch để nghịch với các người. Tuy nhiên, phải biết điều này, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người rồi. Ta bảo các con, đến ngày phán xét, thành Sodom sẽ chịu phạt nhẹ hơn thành đó. Khốn cho ngươi, thành Corazin, khốn cho ngươi, thành Bethsaida, vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi mà đem thực hiện tại thành Tyre và thành Sidon, thì chúng ta đã mặc áo xô, đội trò và ăn năn từ lâu rồi. Vậy, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu phạt nhẹ hơn các ngươi. Còn ngươi, thành Capernaum, ngươi sẽ được nhấc lên tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Ai nghe các con, tức là nghe ta. Ai chối bỏ các con, tức là chối bỏ ta. Ai chối bỏ ta, tức là chối bỏ đấng đã sai ta. Các môn đồ trở về. 70 môn đồ vui mừng trở về thưa rằng, lạy Chúa, trong danh Chúa, các quỷ phải chịu khuất phục chúng con. Đức Chúa Giê-xu phán với họ,
ta đã thấy quỷ Satan từ trời sa xuống như chớp. Này, ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. Tuy nhiên, đừng mừng vì các quỷ phục tùng các con, mà hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Tin lành được bày tỏ cho người đơn sơ như con trẻ. Vào giờ đó, Đức Chúa Giêsu vui mừng trong Đức Thánh Linh và nói: Thưa Cha là Chúa của trời và đất, con ca ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với người khôn ngoan và thông thái mà bày tỏ cho trẻ thơ. Thật vậy, thưa Cha, vì điều này đẹp ý Cha. Cha đã giao mọi sự cho con. Ngoài Cha, không ai biết con. Ngoài con, người nào con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết Cha. Rồi Ngài quay lại phía các môn đồ mà phán riêng: Phước cho mắt được thấy điều các con thấy. Vì ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các con thấy mà không được thấy, ước ao nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe. Ẩn dụ về người Samari nhân lành. Khi ấy, có một luật gia đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài đáp: Trong luật pháp có chép điều gì? Người đọc và hiểu thế nào? Người ấy thưa: Người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương người lân cận như chính mình. Đức Chúa Giêsu phán: Người đáp phải lắm. Hãy làm điều đó thì ngươi sẽ sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ mình là công chính nên thưa với Đức Chúa Giêsu: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu đáp: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho rơi vào tay bọn cướp. Chúng lột hết quần áo và đánh đập rồi bỏ đi, để mặc người đó dở sống dở chết. Bấy giờ, có một thầy tế lễ tình cờ đi xuống đường đó, thấy nạn nhân thì đi tránh qua bên kia đường. Tương tự như thế, một người Lê-vi cũng đến nơi, thấy rồi cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng có một người Samari đi đường, đến gần thấy nạn nhân thì động lòng thương xót, liền áp lại, lấy dầu và rượu xức vào vết thương, băng bó lại, rồi đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến quán trọ để săn sóc. Sáng hôm sau, ông lấy 2 denier đưa cho chủ quán và nói: Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi trở về tôi sẽ hoàn lại. Theo người nghĩ, trong 3 người đó, ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Luật gia thưa: Ấy là người đã bày tỏ lòng thương xót đối với nạn nhân. Đức Chúa Giêsu phán: Hãy đi, làm theo như vậy. Ma-thê và Ma-ri. Khi cùng đi đường với các môn đồ, Đức Chúa Giêsu ghé vào một làng kia. Có một phụ nữ tên Ma-thê tiếp đón Ngài vào nhà mình. Cô có người em gái tên Ma-ri ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Còn Ma-thê mãi bận rộn với việc phục vụ, nên cô đến thưa với Ngài: Lạy Chúa, em con đã bỏ mặc con phục vụ một mình, Chúa không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con. Chúa đáp: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đạt lấy của nàng được. Sách Các Vua Nhì, chương 22. Josiah làm vua Juda. Josiah lên ngôi vua khi được 8 tuổi và cai trị 31 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Jedida, con gái của Adaza, cháu Bozkat. Vua làm điều ngay thẳng trước mắt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của David, tổ phụ mình, không tẻ tách bên phải hoặc bên trái.
Hình kia tìm được quyển luật pháp trong đền thờ. Năm thứ 18 đời trị vì của Josiah, vua sai thư ký Safan, con trai Asalia, cháu Mesulam, đến đền thờ Đức Giê-hô-va và dặn rằng: Hãy lên gặp thầy tế lễ thượng phẩm hình kia và xin ông kiểm số bạc đã được dâng vào đền thờ Đức Giê-hô-va, tức là số bạc mà những người giữ cửa đền thờ đã thu nơi dân chúng. Hãy giao số bạc ấy cho những người lo việc sửa chữa đền thờ Đức Giê-hô-va, để họ giao lại cho thợ sửa chữa các nơi hư nứt của đền thờ, tức là thợ mộc, thợ xây cất và thợ hồ. Họ cũng dùng số bạc đó mua gỗ và đá chẻ để tu bổ đền thờ. Nhưng đừng buộc họ tính sổ về số bạc giao vào tay họ, vì họ làm việc rất trung thực. Thầy tế lễ thượng phẩm hình kia nói với thư ký Safan: Tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Hình kia trao quyển sách đó cho Safan đọc. Sau đó, thư ký Safan đến gặp vua và tâu trình: Các thầy tớ của bệ hạ đã lấy số bạc có trong đền thờ và giao tận tay những người phụ trách công việc sửa chữa đền thờ Đức Giê-hô-va. Thư ký Safan nói tiếp: Thầy tế lễ thượng phẩm hình kia có đưa cho tôi một quyển sách. Rồi Safan đọc sách đó cho vua nghe. Vừa nghe các lời của sách luật pháp, vua liền xé áo mình. Vua ra lệnh cho thầy tế lễ hình kia, cho Ahikam, con trai Safan, cho Akbo, con trai Mikaza, cho thư ký Safan và cho Asaja, đầy tớ của vua như sau: Hãy đi cầu hỏi Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân chúng và cho cả Giu-đa về các lời chép trong sách mới tìm được. Đức Giê-hô-va nổi giận phừng phừng cùng chúng ta, vì tổ phụ chúng ta đã không nghe theo các lời của sách này và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta. Vậy, thầy tế lễ hình kia, Ahikam, Akbo, Safan và Asaya đi gặp nữ tiên tri Hulda, vợ của Salum, người giữ áo lễ, con của Tiết Va, cháu của Hạt Hà. Bà ấy ở quận 2 của thành Jerusalem. Họ trình bày sự việc cho bà, rồi bà nói với họ: Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán thế này: Hãy nói với người sai các ngươi đến gặp ta rằng: Đức Jehovah phán, ta sắp giáng tai họa trên chỗ này và trên dân cư nó, đúng theo mọi lời được chép trong sách mà vua Giu-đa đã đọc. Vì dân này đã từ bỏ ta, song hương cho các thần khác và chọc giận ta bằng mọi việc tay chúng làm, nên cơn giận của ta nổi bừng lên cùng chỗ này không hề nguôi. Còn về vua Giu-đa đã sai các ngươi cầu hỏi Đức Giê-hô-va, thì hãy nói với người về các lời người đã nghe rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán thế này: Khi con nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nó rằng chỗ này sẽ trở nên hoang vu, dân cư bị nguyền rủa, thì con có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé áo mình và khóc lóc trước mặt ta. Vì vậy, ta đã nghe lời cầu nguyện của con. Này, ta sẽ cho con sum họp với các tổ phụ, và con sẽ được an táng nơi phần mộ trong sự bình an. Mắt con sẽ chẳng thấy những điều tai họa mà ta sắp giáng xuống nơi này. Họ trở về tâu lại cho vua những lời ấy. Cuộc cải cách của Josiah. Vua Josiah sai người triệu tập tất cả các trưởng lão của Giu-đa và Jerusalem. Rồi vua đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va cùng với tất cả người Giu-đa và cả dân cư Jerusalem, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri cùng toàn dân từ nhỏ đến lớn. Vua đọc cho họ nghe mọi lời của sách giao ước vừa tìm được trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vua đứng trên bệ cao và lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa nguyện đi theo Đức Giê-hô-va hết lòng, hết linh hồn tuân giữ những điều răn, mệnh lệnh và luật lệ của Ngài,
để hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách này. Toàn dân đều cam kết thực hiện giao ước ấy. Vua Josiah truyền lệnh cho thầy tế lễ thượng phẩm Hilkia, các thầy phó tế và các người canh cửa đền thờ phải đem ra khỏi đền thờ Đức Giê-hô-va tất cả những vật dụng đã làm để cúng thờ ba anh Asera và tất cả các thiên thể. Chúa bảo thiêu hủy các vật đó bên ngoài Jerusalem trong cánh đồng Sết-rôn, rồi đem tro nó đến Bê-tên. Vua cũng đuổi những tế sư của các tà thần mà các vua Giu-đa đã lập để xông hương trên các nơi cao trong những thành Giu-đa và tại các nơi chung quanh Jerusalem. Vua cũng đuổi những tế sư xông hương cho ba anh, cho mặt trời, mặt trăng, chòm sao, hoàng đạo và tất cả các thiên thể. Vua sai đem trụ tượng Asera trong đền thờ Đức Giê-hô-va ra bên ngoài Jerusalem, đến khe Sết-rôm, thiêu hủy nó tại đó và nghiền ra tro, rồi rải tro ấy trên mộ của thường dân. Vua cũng phá hủy các nhà của bọn nam mại dâm trong đền thờ Đức Giê-hô-va, là nơi các phụ nữ dệt trại cho Asera. Vua Josiah tập trung tất cả những thầy tế lễ từ các thành Giu-đa và làm ô uế những nơi cao mà họ đã xông hương, từ Gê-ba cho đến Bê-e-xê-ba. Vua phá hủy những miếu thờ đã lập tại cổng thành gần bên cổng Giô-suê. Quan thị trưởng ở về phía bên trái lối vào cổng thành. Tuy các thầy tế lễ của những nơi cao không được bước đến bàn thờ của Đức Giê-hô-va ở Jerusalem, nhưng họ được ăn bánh không men với anh em mình. Vua cũng làm ô uế tô phết trong thung lũng bên Hinom, để không ai còn có thể dùng chỗ này đưa con trai hay con gái mình vào lửa để tế thần Moloch nữa. Vua dẹp bỏ những tượng ngựa mà các vua Giu-đa dâng cho mặt trời, nơi cửa vào đền thờ Đức Giê-hô-va, gần phòng hoạn quan Nathan-Melet. Trong hành lang của đền thờ, vua cũng thiêu hủy những xe đã được dâng cho mặt trời. Vua Josiah cũng phá những bàn thờ mà các vua Giu-đa đã xây trên mái nhà bằng của lầu vua A-cha, còn những bàn thờ mà Manasseh đã dựng lên trong hai sân của đền thờ Đức Giê-hô-va thì vua triệt hạ, đập bể ra từng mảnh và ném xuống khe Sết-rôm. Vua cũng làm ô uế những nơi cao phía đông Jerusalem, phía nam núi hủy diệt, là những nơi cao mà Salomon, vua Israel, đã cất lên để cúng thờ ác tạc tê, thần tượng ghê tởm của dân Sidon, Kên Mốt, thần tượng ghê tởm của dân Moab và Minh Cơm, thần tượng ghê tởm của dân Ammon. Vua nghiền nát các trụ thờ, triệt hạ các hình tượng Asera và chất đầy hài cốt tại các chỗ đó. Ngoài ra, vua cũng phá hủy bàn thờ tại Bê-tên và nơi cao mà Jeroboam, con trai Nebat, đã lập, tức là người đã gây cho Israel phạm tội. Vua đập vỡ bàn thờ, thiêu hủy nơi cao và nghiền nó ra thành tro bụi. Vua cũng thiêu hủy tượng Asera. Josiah quay lại, nhìn thấy những mồ mả ở trên núi. Vua sai người lấy hài cốt của những mồ mả ấy, rồi thiêu trên bàn thờ, làm cho bàn thờ bị ô uế, đúng như lời Đức Giê-hô-va mà người của Đức Chúa Trời đã loan báo trước. Lúc Jeroboam đứng bên bàn thờ trong kỳ lễ, vua Josiah cũng quay lại, ngước nhìn ngôi mộ của người Đức Chúa Trời, là người đã nói trước những điều này. Vua hỏi, bia mà ta thấy đó là mộ của ai? Những người trong thành ấy tâu, đó là mộ của người Đức Chúa Trời từ Giu-đa đến. Nói tiên tri về những việc mà vua Jeroboam đã làm cho bàn thờ tại Bê-tên. Vua nói, hãy để yên hài cốt ấy, đừng ai dời hài cốt người đi. Vì vậy, họ không dời hài cốt của người, cũng như nhà hài cốt của nhà tiên tri từ Samari đến. Josiah cũng dỡ bỏ tất cả đền miếu trên các nơi cao, trong các thành thuộc Samaria,
Do các vua Israel đã xây cất để chọc giận Đức Giê-hô-va, vua phá hủy các nơi đó như đã làm trong Bê-tên. Vua giết tất cả tế sư của những nơi cao trên các bàn thờ và thiêu hài cốt họ trên đó, rồi trở về Jerusalem. Giữ lễ vượt qua. Vua Josiah truyền lệnh cho toàn dân: hãy giữ lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, theo như các lời đã được chép trong sách giao ước, từ thời các quan xét lãnh đạo Israel, thời các vua Israel và Juda đến nay, người ta chưa hề giữ lễ vượt qua nào giống như vậy. Mãi đến năm thứ 18 đời trị vì của vua Josiah, người ta mới giữ lễ vượt qua như thế cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem. Ngoài ra, Josiah còn trừ khử những đồng cốt và thầy bói, những tượng thần nhỏ trong nhà và các tượng thần khác, cùng tất cả điều ghê tởm trông thấy trong xứ Juda và tại Jerusalem. Vua làm những điều này để thực hiện theo các lời luật pháp đã được chép trong sách mà thầy tế lễ Hilkia tìm được trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Trước Josiah, không có vua nào hết lòng, hết tâm hồn, hết sức mà quay về với Đức Giê-hô-va, làm trọn luật pháp của Môi-se như vua. Và sau Josiah cũng chẳng có vua nào được như vậy. Dù vậy, Đức Giê-hô-va không nguôi cơn giận của Ngài, là cơn thịnh nộ nổi phừng lên chống lại Juda. Vì các trọng tội của Manasse trêu chọc Ngài, Đức Giê-hô-va phán: ta cũng sẽ đuổi Juda khỏi mặt ta, như ta đã đuổi Israel đi. Ta sẽ loại bỏ Jerusalem, thành mà ta đã chọn, cũng như đền thờ mà ta phán về nó rằng danh ta sẽ ngự tại đó. Chẳng phải các việc khác của Josiah và mọi việc vua làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Juda sao? Josiah băng hà. Vào thời vua Josiah, Pharaoh Necho, vua Ai Cập, lên đánh vua Assyri bên bờ sông Euphrates. Vua Josiah kéo quân nghênh chiến, nhưng Pharaoh vừa thấy Josiah liền giết chết tại Megiddo. Từ Megiddo, các thuộc hạ của Josiah chở thi hài vua trên xe về Jerusalem, rồi an táng trong mộ của vua. Dân trong xứ chọn Joacha, con vua Josiah, sức giàu và tôn làm vua, kế vị vua cha. Joacha và Jehoiakim cai trị. Joacha lên làm vua khi được 23 tuổi và cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Hamuta, con gái của Jeremy ở Libna. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, giống như các tổ phụ mình đã làm. Pharaoh Necho xiềng Joacha tại Ribla, trong xứ Hamat, không cho làm vua tại Jerusalem nữa, và bắt xứ Juda phải nạp cống 3.000 ký bạc và 30 ký vàng. Pharaoh Necho lập Eliakim, một người con khác của Josiah, lên ngôi kế vị vua cha. Pharaoh đổi tên Eliakim thành Jehoiakim. Còn Joacha bị bắt đưa sang Ai Cập và chết tại đó. Jehoiakim phải nộp số bạc và vàng mà Pharaoh đòi. Nhưng để có số bạc và vàng ấy, vua phải đánh thuế trong xứ và buộc mỗi người dân tùy theo tài sản của mình mà đóng góp vàng bạc để vua nộp cho Pharaoh Necho. Jehoiakim làm vua Juda. Jehoiakim lên làm vua khi được 25 tuổi và cai trị 11 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Sebuda, con gái Phedaja ở Ruma. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, giống như các tổ phụ mình đã làm.